Cái này, cái món này ở trên mình thì gọi là gì ạ? Nếu tên gọi để mà hay là mình chỉ gọi là rau thập cẩm thôi ạ? Cái này phác dụng. Dạ. Phác dụng. Phang. Phác dụng. Phác dụng. Ừ. Thế là rau tổng hợp. Rau tổng hợp. Vâng. Phác dụng. Há mồm ta nhá. Vâng, vâng. Chị cho em. Đây là chị bán. Vâng. Xin chào các bạn nhá. Hiện tại mình đang vừa xuống từ bản lướt xuống các bạn ạ. Giờ mình đang chạy về phía bản Mường Chiến 2. Hai bên đường thì mọi người trồng rất là nhiều hoa hồng luôn các bạn ạ. Và đường làm thì rất là đẹp. Giờ anh em mình sẽ chạy thẳng qua đèo Cao Phạ và xuống đến chân núi dưới chân đèo Cao Phạ ở phía bên Văn Chấn, ở phía bên Tú Lệ để mà ăn ngô các bạn nha. Chỗ đấy mình nghĩ là thuộc Văn Chấn các bạn ạ. Ok, đây cùng anh em mình nào. Đó, bản buổi ban ngày thì rất là đẹp các bạn ạ. Đây buổi sáng sớm bạn nhá. Ngọc Chiến 2, ở đây là Ngọc Chiến 2. Mình sẽ rẽ một căng trại. Ok, đi cùng anh em mình nào. Chào bạn nha, hiện tại anh em mình đã đi đến bản Hô Khắt, lúc trở về các bạn. Cái bản này thì có một cái rừng thông rất là đẹp các bạn ạ. Đi xuyên qua rừng thông. Ở trên này có những bungalow chưa làm xong anh này. Những bungalow view này vào mùa lúa thì hết sảy luôn. Và châu bò. Một con trải ở đây cuối tháng 9 đầu tháng 10. Toàn lúa. Toàn lúa chín. Sau mùa lúa thì bây giờ bà con đang trồng hoa hồng. Trồng rất nhiều hoa luôn. Ok, tiếp tục đến chỗ rừng. Xin chào các bạn nha. Tại mình đang lập khát các bạn. Rừng thông rất là đẹp. Ở đây là anh mình. Xin chào bạn nha. Đường thông đẹp quá các bạn ạ. Chậm chạy một lúc rồi anh em ta tiếp tục lên đường. Đường thông quá tuyệt vời, bạn nậm khắt các bạn ạ. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta believe there's something that'll give you relief. There's something that'll have what you need. What you need. We're broken, it's tragic. We're not all elastic. But maybe there's magic. Believe you could have it. And I know of sadness. The anxious and panic. The infinite vastness of all that is blackness. Hi, xin chào các bạn nha. Hiện tại anh em mình đã chạy ra phía đèo Cao Phạ rồi các bạn. Và đây là mình đang đi đổ đèo từ hướng từ thị trấn Mù Căng Chải lên đỉnh đèo Cao Phạ. Hello các bạn nhé, hiện tại mình đã đến điểm bay dù lượn đây rồi. Điểm check in đèo Cao Phạ rồi các bạn. Anh em mình sẽ đi qua nhá.
Xin chào mọi người nha. Bây giờ là anh em mình đang đi về phía Nghĩa Lộ các bạn ạ. Nghĩa Lộ của Yên Bái. Đang trên con đèo Khao Phạ đổ xuống các bạn ạ. Mình vừa đi qua điểm check in dầu lượn rồi. Lượn xuống thôi. Cung đường đẹp quá. Lúc đi lên thì mình có thể không cảm nhận được cái đẹp của nó đâu. Nhưng mà khi đi xuống ấy, khi đi xuống tại vì cái mắt mình nó sẽ nhìn được xuống được nhiều hơn đấy các bạn. Sẽ cảm nhận được cái cảnh núi non hùng vĩ nó đập ra trước mắt mình. Nên là nó sẽ đẹp hơn mà khi mình đi lên các bạn ạ. Đấy, như trước mình nói về phía đi qua đỉnh đèo Khao Phạ. Cái chỗ điểm bay dù lượn không phải đỉnh đâu các bạn nhá. Đấy chỉ một cái điểm đẹp để người ta làm ra để mà check in bay dù lượn thôi. Còn đỉnh của nó là phía trên cơ. Từ đỉnh xuống ấy thì các bạn sẽ thấy khác biệt nữa hai bên của con đèo. Một bên về phía Mù Căng Chải thì là khi bước sang qua đỉnh núi cái là các bạn đã nhìn thấy bạt ngàn là những cái núi thông rừng thông xanh bát ngát rồi. Còn về phía bên này thì các bạn chỉ đôi khi lác đác thấy một vài cây thông các bạn ạ. Còn đa phần thì là rừng cây gỗ. Gỗ lớn và gỗ tạp các bạn ạ. Đó. Rất là hay. Hai cái thái cực nó cũng khác nhau một chút đấy các bạn. Xin chào các bạn nhá. Tại anh em mình đang từ trên đỉnh đèo Khao Phạ xuống các bạn ạ. Gió lắm. Sáng nay đỡ gió hơn chiều hôm qua anh em mình đi lên đây thì gió nó to hơn gấp nhiều lần các bạn ạ. Ok. Và đây là anh mình. Thì còn ra vét huyền thoại các bạn. Vượt bao nhiêu đỉnh đèo của Việt Nam rồi, bao nhiêu những con đèo không tên nó còn khó khăn gấp vạn lần những cái tứ đại đỉnh đèo của Việt Nam các bạn ạ. Ví dụ như hôm qua là ví dụ như đợt này anh em mình đi là có lên bản Cu Vai này, rồi bản Cu Vai thì khó khăn 10, thì như hôm qua anh em mình lên đến bản Nậm Nghiệp của Ngọc Chiến Sơn La nó khó khăn gấp 50 lần các bạn ạ. Nó phải như thế cơ, cực kỳ khó khăn. Nhưng mà con xe giá đét huyền thoại của anh mình vẫn lên được. Quá đẳng cấp. Ok, anh em mình đã đến gần xuống đến chân của đèo Khao Phạ rồi các bạn. Xin chào các bạn nhá. Hiện tại anh em mình xuống đến xã Tú Lệ của huyện Văn Chấn, Yên Bái đấy các bạn. Yeah. Huyện Văn Chấn này nó rất là rộng các bạn. Nó bao quanh thị xã Nghĩa Lộ này. Nó sát với cả đèo Khao Phạ này. Rất là rộng. Các cô các bác cho em quay video tí nhá. Đây là liên hoan mùng 8 tháng 3 trước ạ. Đấy. Rất nhiều loại rau các bạn. Ăn rau ăn cỏ đây. Vâng. Rau là rau khỏe mọi người. Này rau này một mâm rau luôn các bạn nhá. Ơ cái rau dài dài này là rau gì đấy ạ? Cái này rau bí. À rau bí đúng không ạ? Ăn thử miếng thôi. Còn cái này ạ? Lá đu đủ. À lá đu đủ ấy ạ? Vâng. À, nghe thử miếng ngon lắm. Có phải chấm gì không ạ? À chấm rồi. Em thử miếng ạ. Vâng, em đang xem có cái rau gì lạ lạ không ấy. Cho em thử cái rau lạ lạ thôi. Mấy cái loại rau thì em biết rồi. Rau đấy là rau gì ạ? Cải cúc. Tầm bóp. Tầm bóp. À tầm bóp thì em cũng ăn rồi. Rồi em cũng có tầm bóp mà. À không, chỉ bỏ em một miếng nha. Được. Cái này là mình làm cái này, cái món này ở trên mình thì gọi là gì ạ? Nếu tên gọi để mà hay là mình chỉ gọi là rau thập cẩm thôi ạ? Gọi là phác dụng. Dạ. Phác dụng. Phang. Phác dụng. Phác dụng. Phác dụng. Ừ. Đây là rau tổng hợp. Rau tổng hợp. Phác dụng. Á mồm tơ nhá. Vâng vâng. Đây này. Chị cho em. Đây là chị bán. Ngon mà, ăn được rồi à. Vâng. Ngon lắm. Đây em bảo cho chị ra. Các đậu Hà Lan. Đợt năm nay các chị bảo liên hoan. Các ăn cái này vào kèm ngon lắm. Hôm nay là mình cấy xong là đến tháng 9 là mấy gặt hay là tháng mấy gặt hả chị? Tháng 5. Tháng 5 ạ. À tháng 5 gặt rồi à cô? Thế cháu thấy tháng 5
Thế cháu thấy nhiều dương, nhiều ruộng mà người ta để tháng 9 mùa lúa chín để cho khách du lịch ý. Sao hết này, ô thế mình cấy liền thế luôn hả cô? Giờ tháng 5 mình tháng 5 mình gặt này, xong rồi mình lại cấy luôn. À vâng. Ta một năm mà mình trồng 2 mùa đúng không cô? 2 mùa. Còn 2 mùa. Vâng. Tháng 5 thì đến tháng 9 là gặt. Tháng 9 hết tháng 10 gặt hả cô? Tháng 9 gặt. Vâng. Vâng. Rồi, hay quá nhỉ. Rồi, cháu cảm ơn các cô chú nha. Vâng, 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 cháu mời mọi người ạ. Cái tháng là có ăn á. Xương gà hay là xương lợn á? Xương lợn. Nhưng mà băm mình phải để hơn tháng, 2 tháng thì nó mới thơm. Cái này mình để 3 mình tháng băm, sau. Băm sống ra xong rồi mình để đúng không? Đúng rồi. À. Cứ để thế không cho cái gì hết. Thế là vâng, mình không cho tủ lạnh này. Để ngoài thôi. Để ngoài thôi đúng không? Ăn khoảng năm. Mấy tháng mới được ăn mà. Anh ăn lấy bằng bắt con nhá. Thôi 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 chị ơi, chị ơi. Em thử mấy cơm thì ở đâu cũng có rồi. Trời ơi hay mà. Nhà này nó không có con trai nhiều. À thì đây đây nhà mình là chung một nhà hay là cả hàng xóm nữa? Hàng xóm. Hàng xóm. Nhưng mà đi cấy cùng nhau, ruộng gần nhà nhau đúng không ạ? Và nhau. Chung nhau nữa. Và ôi giời ơi, ăn thế này ngon đấy. Vâng. Rồi. Em cảm ơn các cô chú nha các anh chị ạ. Và mời mọi người, chúc mọi người ngon miệng. Ê, em ăn rồi anh ơi, em ăn mấy miếng luôn rồi anh ạ. Vâng, em ăn mấy miếng rồi. Cảm ơn mọi người. Vâng ạ. Ăn ngủ cùng anh em mình các bạn nhá. À, khói quá. Khói lắm đấy, đều. Bên trên này không khói. Rồi. Đây, chào các bạn nha. Đấy, anh em mình xuống theo quen thuộc ngồi ăn ngô đây mà. Hôm nay thì có ngô bảy màu các bạn. Đây vẫn là san đậm búng mà. Đây vẫn là san đậm búng. Vâng. San đậm búng rộng phết đấy chứ. Rộng lắm. Vâng. Thôn Nậm Trọng đúng không cô? Ở đây là thôn Nậm Trọng. Ừ, Nậm Trọng, xã Nậm Bông. Cách nhau một đoạn này trên kia thì người hái, người hái là dao. Hái dao. Ghép vào. Dao thái, thái dao. Đó, nó ở đây thì rất là non. Nhìn thế này thôi nhưng mà non các bạn. Mềm, mẹ ngu mềm. Mềm, vâng đấy. Nhìn thế này cứ tưởng già nhưng không phải già đâu, non đấy. Non mềm lắm. Đấy, ngô bảy màu các bạn nhé. Non thì nó này, còn già lên thì nó sẽ nhiều màu hơn. Chuyên gia thẩm định ngô là càng mồi hơn. Ngon nhất Việt Nam đấy. Càng già là càng mồi nhiều. Đấy, ngon, ăn tầm này vừa quá. View xuống em. Thung lũng. Bể nuôi cá hồi. Xin chào các bạn nhá. Tại mình đã về đến đồi chè Thanh Sơn rồi. Còn 100km nữa thì mình về đến Hà Nội các bạn ạ. Đây đồi chè Thanh Sơn Phú Thọ. Đấy, mùa này thì người ta đang thu hoạch chè. Các bạn nhìn thấy cái máy cắt chè không? Đấy, cứ mấy người kéo cái máy đấy. Thu hoạch công nghiệp hết. Người ta cứ cắt trên gọn này. Đấy, rồi được bao nào có người quân về luôn. Đây thì chè mùa xuân này các bạn ạ. Trước Tết là người ta sẽ cắt hết. Đến mùa này là nó sẽ lấy mầm ra như này. Này lọc này. Rất là thơm luôn. Đây rất là thơm. Ok, đến rồi chè Anh Sơn bạn nha.